cả nhà. Lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Ẩm thực Vlog thì hôm nay Tuấn ra cảng Phú Hài thì quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp và cuộc sống ngư dân đánh bắt xa bờ như thế nào, rồi mùa hè rồi cá trúng hay không, rồi trên review cho mùi xem nha. Đó, đây là mình đang đi trên đường đường này là đường Nguyễn Thông mọi người. Nó chạy ra cầu Kế nè, Nguyễn Thông ra cảng Phú Hài rồi thì mình sẽ qua cái khúc đoạn này tới cầu Phú Hài, sẽ quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp ở đây rồi. Đó, cứ mỗi năm thì mọi người biết mùa hè nóng đực là đến thì các cô chú anh chị mình có đi du lịch về Phan Thiết rồi ghé tặc ngang qua những mấy cảng rồi hải sản tươi rồi trải nghiệm là cuộc sống ở Phan Thiết như thế nào mọi người. Đó, đây là mọi người thấy không, đây là cầu Phú Hài. Đó, là đưa cầu Phú Hài là mọi người biết là cái cầu bắc ngang đi ra ngoài Bú Né. Thì hôm nay Tuấn quay và review cho mọi người xem ở cầu Phú Hài để mọi người thấy là quá đẹp chứ mọi người ạ. Đó, các cô chú mình mà có đi Mũi Né thì cũng đi ngang qua đây mọi người ạ. Ngang qua đây. Đó, rồi, quá đẹp luôn mọi người. Nói là đến cầu Phú Hài là mọi người biết là cách đây mấy tháng trước là ở ngay cái góc kia là có những chiếc tàu ghe mà bị cháy mà. Đó. Thì những con tàu ghe đánh bắt xa bờ là từ ở ngoài kia mà đi vô đây là núp trú, lưu trú các bạn. À, thì Tuấn thì quay và giới thiệu rồi coi cuộc sống rồi buôn bán là đánh bắt xa bờ là như thế nào. Đó, như mấy cái ghe này là mọi người thấy cái tàu mà bự bự này mọi người là đang neo đậu đây là người ta đi hàng tháng mới vô bạn, 20 ngày một tháng, 2 tháng là mới vô nè, những cái tàu này tàu bự nè. Còn mà tàu nhỏ là đi đánh bắt trong ngày là 1-2 giờ khuya là đi là vừa thúng cái ghe rồi chở nhỏ thôi. Còn ở đây là mọi người thấy những con tàu này là đi hàng tháng mới vô. Thấy mọi người thấy không? Cảng Phú Hài cũng tiếp về mình rồi bạn. Đó, ngay chỗ góc này có một chiếc tàu, mấy chiếc tàu bị cháy hồi xưa rồi bạn. Nằm ở trong hốc này nè. Cho nên nhiều lúc mình không muốn quay lên thêm cho mọi người ha, cũng chia buồn chứ giờ biết nói sao được. Quá đẹp luôn mọi người nhá, thấy ra còn hướng bên này mọi người biết không, hướng bên này nè, đó hướng bên này là khu đóng tàu thuyền rồi bảo trì bảo dưỡng thuyền tàu đó mọi người ơi. Khu đó trong này nè, đó trong hốc này nè. Đó, mấy cái tàu này đang bảo dưỡng mới kỳ nè. Tàu mới rồi, đóng tàu mới ở đây nữa bạn. Đó, bảo dưỡng mới kỳ rồi, tàu mới rồi đây ở đây luôn. Nên nhiều lúc mọi người thấy khi đến Phú Hài nha là những con tàu ghe rồi bự, rất là bự nha mọi người. Đó, thì Phan Thiết mà ra Phú Hài á, đây là phường Phú Hài cũng là thuộc về trong thành phố Phan Thiết luôn. Nhưng mà cái phường này phường Phú Hài thì cái phường Phú Hài này cách ngay cảng Phan Thiết á, là mọi người biết là tầm cỡ 3-4 cây số gì á, nhưng mà ở đây là tàu rất là bự nha bạn, cái tàu bự là bự hơn ở cảng Phan Thiết luôn. Đó, tàu đánh bắt xa bờ là cá đi đánh mà cá ở nơi xa mà ví dụ một tháng hoặc 2 tháng mới về á, là những ở đây là tàu bự rất là nhiều. Còn ở cảng Phan Thiết thì cũng có tàu bự mà cũng vài tiếng thôi mọi người, đa số đi ra đây cư trú không à. Đó, ra đường này cư trú để đi cho nó gần á. Mọi người thấy tuyệt vời chưa, bên kia có một cái quán nhà hàng ngay cầu Phú Hài, có quán nhà hàng á mọi người thấy không. Đó, quán gì đây, xây hâu mà đó, có cái nhà hàng quán gì nằm ở gần này nè, ăn uống tại đó luôn. Đẹp chưa mọi người? Bây giờ sẽ quay cho mọi người xem một đoạn thôi nha, rồi mình đi tiếp quay đây. Nhắc đến cảng Phú Hài thì ở Phan Thiết quê mình mọi người biết cảng Phú Hài nha, tàu thuyền rất, những tàu thuyền mà rất là nhiều và bự nữa. Hôm nay Tuấn xuống cảng Phú Hài và Phan Thiết quê mình.
quay cho mọi người xem những hình ảnh đẹp ở đây rồi như thế nào cho mọi người xem nha. Đó, mọi người nhìn xa xa ra múc ngoài bên kia là có cái đồi núi đó, là mọi người biết là lốc dầu lầu ông Hoàng á mọi người. Đó, ngọn núi đó là mọi người biết là một có tên tuổi rất là tuyệt vời luôn á. Cứ nói đến là hàng năm là mọi người biết tổ chức lễ hội Phu Na Tư là mọi người biết đó là tổ chức ở đây. Hello, chào cả nhà. Lời nói đầu tiên đây Tuấn xin kính chúc cô chú anh chị các bạn lời thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Văn Thiết Ẩm Thực Vlog, và hôm nay Tuấn ra cảng Phú Hải Cầu Kế quay cho mọi người xem cuộc sống người dân đánh bắt xa bờ ở đây như thế nào nha mọi người nha. Đây mọi người nè, bắt xa bờ ở đây cảng cá rồi đánh như thế nào là mọi người thấy sống ở đây tàu ghe rồi mọi người biết là mọi người đến đây là cứ đi khuya rồi bây giờ này mới vô bạn 7-8 giờ mới vô tới đây bán cá cho các thương lái rồi bán đánh bắt xa bờ các bạn. Sáng giờ đánh có cá không chú? Không có hả? Năm nay đó rồi. Dạ hả? Năm nay thất bại rồi. Thất bại ha, được mấy con nha. Mấy con vậy ăn rồi. Dạ. Hôm nay thất bại ha. Chú đi mấy giờ bây giờ vô vậy? Dạ, đi 1 giờ. 1 giờ hả? 1 giờ bây giờ. Mà giờ đi vô có 200 ngàn. Dạ có 200 ngàn hả? Lỗ dầu á chú ạ. Lỗ dầu. Thôi mà thấy không? Đi sáng mà bao nhiêu giờ vô có 200 ngàn lỗ dầu mọi người. Từ nay mình vô mình chú ra ngoài đó đánh xa không? Cũng gần ha. Cỡ 1 lý không? Cỡ mấy lý? Ờ, 1 lý rưỡi á. À, lý rưỡi ha. Tính là một lần mình đi đánh cỡ bao nhiêu dầu lít dầu chú ạ? 200 ngàn. 200 ngàn vô cái đủ cái tiền cá luôn rồi. Này là lỗ tốn à ha. Bạn thấy không? Bên này là lỗ tốn mà. Cá không có bạn. Rồi mấy cô đang là đánh gỡ cá vô đây mà không có người bán, người chờ mua mà không có bán mọi người. Các người thấy không? Người chờ đâu có người bán đâu. Thì nói chung cuộc sống mọi người biết khi đến bắt xa bờ thì có bữa này bữa kia chứ đâu phải lúc nào một cái xuông sẽ hết mọi người à. Đó. Thì khi đây là nước đang rút ra ngoài nè. Sống đây là mọi người biết là đánh bắt cái bờ 1-2 giờ khuya mới đi. Giờ 7-8 giờ mới vô tới đây. Vô đây thì đánh khi có cá thì bán mà không có cá thì như lỗ tổn luôn. Nãy mình có hỏi một chú kêu bên đây lỗ tổn. Cá bán không có. Thì lời nói đầu tiên thì Tuấn không có gì hơn cảm ơn mọi người nha. Sáng giờ chú đi ra đánh cá vô hả? Vô rồi. Có không chú? Được vỏ cá 10 mấy ký à. Dạ hả, được 10 mấy ký hả? 12 ký à. Dạ. Sáng bình thường mà chú đi mấy giờ mới vô tới đây? 2 giờ sáng lên đi. 2 giờ sáng, 2 giờ khuya đó. Chạy ra tới đó, 5 giờ quýnh lưới xong kéo chạy vô luôn nè. Đánh một dầu thôi hả? Đánh một giác thôi. Một giác rồi kéo vô luôn thôi. Kéo chạy vô, kéo xong lưới 6 giờ chạy vô ra 2 tiếng là 8 giờ. Dạ, 2 tiếng. Từ nay mình ra đó là 2 tiếng đồng hồ luôn hả? Đó, chạy ra 3 tiếng là 3 tiếng. Tùy theo máy á, đi nhỏ ga vậy đỡ dầu với lại khỏe máy. Dạ. Còn đi vô là đi hết. Vô là tranh thủ. Vô bao nhiêu? Tranh thủ là rút vô luôn á. Vô bán cá sớm cho ta nè. Dạ. Dạ tính chú đi mấy người mà được bao nhiêu cá? Đâu. Ghe đó chở. À ghe đó hả? Hai người trên ghe hai người. Hai người hai thúng này đó. Ghe nặng vậy á. À dạ. Đây mọi người. Thì hôm nay Tuấn ra ngoài cảng Phú Hải Phan Thiết với mình quay review cho mọi người xem những hình ảnh đẹp ở đây. Mọi người thấy các chú ngư dân đi đánh bắt xa bờ. Đó, khi mọi người biết là đi đánh bắt xa bờ đã đi đường gần. Xong bắt đầu vô tới đây bạn. Vô đây ăn sáng rồi bạn thấy qua bên kia góc bên kia bạn. À. Đây mọi người thấy những hình ảnh đẹp đây bạn.
mọi người mà muốn ăn cá tươi, hải sản tươi rồi ra Phú Hải nha mọi người. Cầu Ké Phú Hải mọi người biết ở đây là cảng cá rồi, bán chợ nổi rồi, rất là rẻ luôn. À, sáng ngày đánh có không chú? Chú nói đánh bên này ít có mọi người. Đang hai chú đang gỡ cá hả? Dạ. Các bạn thấy đây rất là tuyệt vời chưa? Thì nhiều lúc đi đến mà cảng Phú Hải ra cầu Ké thì mọi người biết là cuộc sống ở đây, người dân này đánh bắt xa bờ rất là dễ thương mọi người. Ở bên này nữa nè, mọi người thấy bên này nè, có mấy chú cũng đánh xong rồi, gỡ lưới hết rồi, bây giờ vô là nghỉ ngơi. Sáng giờ đánh có cá không em? Hả? Sáng giờ đánh có cá không? Nhiều anh ơi. Dạ hả? Có gạt không vậy đó. À dạ hả? Đó, mọi người thấy đánh lúc có lúc không nha mọi người. Cho nên nhiều lúc mọi người thấy đánh bắt xa bờ là không phải lúc nào cũng có cá bán, có lúc qua đi ra tốn dầu luôn. Cái ghe này là chở chú chở là hai thúng này hả? Rồi ra đó thả là hai người hai ghe đi đánh hay là hai đây, bỏ đánh riêng rồi ghe đánh riêng. À ghe đánh riêng mà thúng đánh riêng chạy ra tới điểm là bỏ thúng xuống à. Dạ dạ không đánh sao đánh cái thả ra đó là ai đánh là đánh hả? Ai chúng cá, có người chúng cá lực, người chúng cá chỉ, người chúng cá này cá kia vậy đó. Dạ. Thế đã mọi người thấy, mọi người biết nhiều lúc mấy chú đi đánh là một hai giờ khuya ra đi mà. Đó, đánh mà đi ra vô tới đây, khi mà vô tới đây rồi bán cá là lâu phải dễ, mọi người kiếm con cá khó khăn lắm mọi người. Cá chạy vô gỡ rồi. Gỡ, lấy là mình gỡ ngoài đó luôn hả chú, vừa đi vừa gỡ hả? Trên đường ghé chạy vô, thao lưới ra gỡ gỡ. À, là trên đường là mình đang vừa đi vô là mình gỡ luôn. Ghé trên đường chạy vô 2 tiếng lận. 2 tiếng. Bao nhiêu gỡ không hết á. À, dạ hả. Người này mà gỡ không hết thì người kia lại phụ. À, dạ hả. Là một cái thúng này thường thường đi là một người hả chú? Hay là hai? Dạ, một người. À. Một người à? Một người à. Đánh mình đi ra đánh là cũng thả một người lớn không? Lưới là mình xếp bên sẵn ở trên cái thúng á. Lưới vô xếp sẵn hết rồi, sẵn sàng hết rồi, gọn hết rồi, ra dục lưới xuống là thả thôi. Dạ, dạ hả. Thầy tính là chú ngày nào cũng đi luôn hả hay là sao? Ngày nào cũng đi, chỉ có ngày hôm qua, nghỉ ngày hôm qua mấy bữa đi không có. À không có là được ít trăm anh thua. À. Ghe nó ở nhà mà hôm qua ghe này trúng này. Qua trúng hả? Hôm nay mới đi đâu hết á. À cái ghe đó hả? Giờ bây giờ ghe đó đang vô đó hả? Ghe đó ngày hôm qua. À ghe đó đang vô đây. À, ghe là ngày hôm qua trúng luôn hả? Ghe. À. Ngày hôm qua đi có 2 chiếc à, 3 chiếc kìa. Dạ hả? Bên đây đi là mấy người, 4 người luôn. Được đó, 2 người 2 thúng trên ghe, 2 người á, à, kéo, 2 người trên ghe kéo. 2 người 2 trên ghe kéo. À, ở đây là đang kéo vô đây đây. Bây giờ vô là bắt đầu đem cá vô chú hả? Đem cá lên rồi. Chạy vô nó gửi rồi, làm cứ xong xuôi rồi. À. Cá có nhiều bữa nhiều lắm, gỡ không hết. Vô đây gỡ tiếp nè. Dạ, có bữa là mình đi vừa đi. Gỡ kịp mình mới vô đây gỡ tiếp. Gỡ tiếp. Đó, giờ đem cá vô. Nên mấy cô này đang chờ lấy cá đem đi bán nè hả? Đó, sách rồi. À, rồi, đã chưa? Ôi, mọi người thấy không? Tôi đang chợ gỡ cá mọi người. Đó. Wow, cá đã chưa? Thấy bị luôn mọi người. Cá này nè. Đó, 14 người ngồi kia bên đang gỡ. Này đánh có không anh? Đó. Được có nhiều hả? À. Để bên anh thất thu hơn hôm qua phải không? Hôm qua là anh trúng các bạn, mà bên này là thất thu rồi. Đây giờ đánh được có mấy con rồi. Mấy con. Đó là 70 ngàn.
gái gì mà gái? Tí bạn cho ngon cá tư đồ rối luôn rồi. Cái lưới là rối ra cho đây bán luôn. Cá này 3 giờ sáng họ đi vô họ thả lưới ký còn 3 ký rưỡi. Chạy về gỡ luôn ha cô. Mày nhảy tiền cho đi cái đó đi bảy. Cá còn nhiều lần. Còn mấy bắt cá luôn. Không 100 ngàn. Nhẹ nhỏ xin xỉ xin xả. Cá chỉ có nào mà đi cái cá nhà nhà nó mới bảo chê luôn đi. Không 100 nha. Bên đây thất thu sao với ít quá hả? Cá là lưới gỡ tại ghe đi vô là mình ăn là rất ngon rồi. Đó, thấy không? Đồ cá mà đi, bỏ về rất ngon. Đó thì mình sẽ cố gắng mình quay nước quay dưới cho mình xem. Ghe đây cá rồi nào. Rồi đã chưa? Đó, mình thấy không? Cá ngon không ạ? Wow, cá một đống cá tư luôn. Đây là một người biết khi đến cảng Phú Hải Cầu Kế là ra đây là một người muốn ăn cá tư rồi có đây tại chỗ luôn rồi thì mình ba ghe là ghe tại chỗ luôn bán ăn có nhìn thấy đã chưa mọi người chưa ngon không nên nhiều lúc mọi người ở gần xa có dịp mà đi du lịch gì cũng thiết quý mình là ghé đây Cầu Kế cảng Phú Hải mua cá tư rồi. Đó mình thấy không cá tư đâu đó luôn trải một đường dài luôn bạn. Đây các bạn, cá đây rất là tươi luôn người. Mọi người thấy cá mà thằng nào nấy xin ôm luôn rồi. Đó thấy không? Đồ cá đã chung người. Đó, mặt má mà nó xanh cái này là mà không biết là cá chung người chưa. Đó, con cá này cá gì dài dài cô? Cá rửa. Cá rửa hả? À, cá rửa. Cá đó là tìm không ra đâu á. Cá đó hàng hiếm luôn à cô? Cá là giả là dài. À vậy hả? Đồ cá mà mọi người thấy không? Xanh trước không? Ở đây Cầu Kế bạn. Phú Hải Cầu Kế mà mọi người thấy không? Đó. Cái này là em mua về. Đó, mọi người thấy cá thấy chưa? Mà nó lấy là chân ôm vậy bạn. Là cả cá mày luôn đó không? Biết đâu nha. Nên mọi người mà có đi ra ngoài Cầu Kế là nhớ là ra đây đánh bắt chơi bờ mấy chú vô cá rất tươi luôn. Đúng không? Dạ. Bán được không cô? Dạ bán cũng được anh. Dạ. Ngon. Cá đã quá cơ. Cá tươi rồi đó luôn. Sáng giờ bán được nhiều không cô hả? Dạ cũng được, bán mấy trăm nè. Dạ. Đó mọi người thấy không? Cá không các bạn? Cá lưới mới lên làm. Ồ, cá lưới mới lên tư rồi đó, thấy không? Thấy chưa mọi người thấy không? Có trên ôm luôn hết chưa rồi. Sáng giờ bán đỡ cơ chị. Bán đỡ không? Giờ này chưa có ai tới hả? Ồ, thấy không? Các bạn thấy không, mình bắt xa bờ rồi, cá nào nấy tươi rối rồi, nó ăn ra đây cá tươi mà mình kéo một chiếc bình, ô, sao cá này, cá này, cá đó, mọi người thấy đang dành cá, câu cá rồi, đầu năm mà mọi người thấy cá không, đây các bạn, ủa luôn. Ủa, cá là
lắm hơn mà anh em cái bữa trời ơi mấy á đụng mấy nhiều là một tháng tám thôi mày giống như mày biết cái này có nói bạn thấy thì rồi nói đầu tiên hôm nay Tuấn rất là cảm ơn mọi người qua xem video rồi nhớ chia like chia sẻ cho mọi người ủng hộ kênh mình cho mọi người à bà con đánh bắt xa bờ. Mấy anh là đánh bắt xa bờ là mọi người biết cầu kế là đem cá vô đây là có người mua chờ mua mà bạn có người là đó mọi người thấy đang chờ mua luôn mọi người có không đó. Tuy cá là nhiều lúc mà đa bữa nào mà đánh cá hơi ít chứ là cá có nó lên giá còn mà bữa nào mà cá đánh nhiều là cá nó rẻ tí. Gỡ cá nè mọi người. Có không có đưa cho chú khách dùm cho. Rồi khách lên kia nè. Cảm ơn nhiều nha. Hỏi xin làm gì anh hai? À thế. À, bạn thấy chú đánh sáng giờ có cá không? À, triệu mấy à? Triệu mấy hả? À, có người có người không không? Vài chục biết cái chung đó. Sáng là chú mấy giờ chú mới đi? Có đi không? Cho đi theo chơi luôn. Vậy hả? À? Ừ. Mấy giờ chú mới đi? 2 giờ ở chợ ở trong nhà đi ra. Dạ 2 giờ đi hả? Thích chú nghe đó, nghe này nghe có cái cạo đen á. À đó hả? Đi chơi. À. Dạ. Đi ra quay có cá rồi quay luôn. Cá quay y luôn hả? Ừ. Mặt trời mọc đẹp lắm. Dạ hả? Con đi chơi đó. Dạ. Ở đây có ghe để chở có cái ông. Đó, đây. Dạ ghe đấy hả? À ghe cạo đen đó. À cái ghe cạo đen đó hả? Ờ. À, rồi xuống đứng đây này rồi tối rồi là ở sáng là 2 giờ chú ở đây chú đi hả? Ờ đi về mà có ói cũng không chế tao mấy bữa cái thằng Sài Gòn nó ói mửa rồi mà về bờ nó lanh lắm. Nó ăn được tô phở mà. Là nó sống mạnh á. Sống mạnh đó hả? Sao quen ói á, sao sao mà ói mình. À, dạ. Như thu hoạch lưới xong xuôi có một hơn tiếng là về chạy mà. À vậy à. Dạ. Không quen ói. Không quen là ói hả? Có là đi đi chưa? Ờ chưa đi hồi nào không? Đi phải đi chắc phải trải nghiệm đi thử chứ. Đi tối đi 4 giờ lên đây lên đến kia là sáng là 2 giờ chú đi rồi chứ không? 2 giờ trong nhà đi ra. Mấy giờ? 2 giờ trong nhà đi bộ ra đây. À bộ ra đây là cỡ 3 rưỡi hả? Không, 2 rưỡi. 2 rưỡi hả? Dạ. À. Đó các bạn thấy nhiều lúc mà chú biểu mình đi ra đó trải nghiệm rồi nhà. Đi ra đánh bắt xa bờ như thế nào, cảm nhận như thế nào là mới biết được bạn. Lúc không quen mọi người biết ói luôn bạn. Có người ói không? Dạ, có người ói ngờ không chú? Dạ. Mười người là thấy chứng gì ói. Một cái tôi đến cảng Phú Hải cá rồi đánh bắt xa bờ quá trời mọi người. Hôm nay Tuấn quay ghi một phim cá cơm rồi. Còn rất cơm mọi người. Còn ngon không? Rất cơm không ạ? Đã chưa? Rất cơm không? Wow, ngon tiếp mọi người. Cá cơm mình làm mắm rồi mọi người luôn ha. Các mấy anh đang đánh bắt xa bờ mà đánh cá cơm bốc gần ghê thú cảm mà. À, mình thấy cuộc sống người dân ở phía bên mình rất là đây là nó cá là như thế nào mình thấy. Cá làm mắm hả chú? Cá mà mắm à. Vừa cá mắm. Bùa này bùa cá cơm hả? Hay là sao? Được không? Cái gì? À trời quá trời luôn ha. Một cái kỳ nữa tính ra cỡ mấy ký chú ạ? Ba mấy ký. Ba mấy ký hả?
đầy thì 35 có 32 là đủ. À. Rồi cá quá trời cá luôn. Mắm có tìm này rồi, là cái này là đem vô trong cơ sở làm á ha. Ờ vô đây chỗ đây luôn. À. Rồi có chỗ để chơi cái chỗ gì được trong. Chỗ trong nữa ha. À. À. Mua trong chỗ đá được. Ồ cá đã quá. Cá này làm mắm tính là mắm được bài luôn ha. À. Thấy mấy chú nằm ra anh bắt ra bờ cá kêu ngồi nằm lên đá. Ồ kìa cá ngon không? Có gì mà đó mùa thơ cá bạn đó. Này đánh có chú có này đánh có không? 500 rồi đó. Dạ hả? 100 là 100 à. Dạ bên này ít hơn mấy bữa hả hay sao? Có đâu, từ bữa Mỹ không đó, có cá gì đâu. Dạ vậy hả? Có mắt cá mỏ vậy. À. À 5 bạc ký dạ. Dạ dạ, nói chung là kiếm ngày công ha. Chú đánh là thường mấy giờ mình đánh chú à? Mấy giờ sáng mình phải đi vô tới đó? 2 giờ. 2 giờ khuya á. 2 giờ chạy ra đó mấy tiếng? 2 tiếng. Dạ, bữa đi bữa. Dạ. Ra coi cái vinh cá cái đồ á. Dạ hả? Đó. Chữ ra không ói chữ được. Dạ ói là ói là ói vô luôn á. À, không bạn thấy mấy chú dưới thường hỏi mình là có đi bữa nào về dắt ra ngoài biển luôn mà sợ ói là chở vô lại. Thật sự đúng không mọi người, nếu mà mình đi không quen là ói á mọi người. Đó, cảng Phú Hải Văn Thiết về mình thì mọi người thấy rất là tuyệt vời. Ai mà có muốn ăn cá tươi hải sản các cô chú mình có đi du lịch về Phan Thiết bạn, ghé qua cảng Phú Hải Cầu Ké, đó là cá rất là tươi luôn. Cá là mọi người biết là gỡ lưới ra tại thúng thì ghê luôn, rồi đêm vừa gỡ bước vô bờ một cái là có người bu xúm lại là mua liền mọi người. À, mình muốn ăn mua lúc nào cũng rẻ bạn, trời 50-60 ngàn ký cá tươi. Bữa nào một cá nhiều quá mọi người biết chỉ có 20 ngàn, 30 ngàn ký. Mà này cá ít thì bán 60-50. À. Thì nói chung không có gì hơn là Tuấn cũng cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ ủng hộ kênh mình nha mọi người. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, nhiều món ăn vỉa hè Phan Thiết và cuộc sống người dân ở Phan Thiết quê mình cho mọi người xem những hình ảnh đẹp nha mọi người nha. À, rồi bây giờ xin phép mọi người mình chốt video nha, hẹn mọi người video mới. Chúc mọi người một ngày vui vẻ bên gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi bye bye mọi người nha.